Xin chào anh em. Hôm nay em sẽ cắt thử cái máy hàn laser này nhé. Nó sẽ có tính năng cắt. Thì em sẽ cắt tôn rồi cắt inox. Đó, những cái sản phẩm mà nó mỏng một chút. Đó, thì hiện tại con này nó chỉ cắt tầm 3 ly trở về. Đó, thì hiện tại em sẽ cắt thử anh em xem nhé. Đây, ví dụ như đây là tôn mỏng này. Đấy, mình thích như thế nào thì mình cắt đây cũng dễ cắt hơn. Đấy. Đây, ví dụ như là cây inox này, inox này ly rưỡi này. Đấy, để anh em có nhiều khi có dự định mà chế hay làm cái việc gì thì con này nó là cái dạng cắt cầm tay ấy, nên là cũng rất là tiện. Cũng như là đây, miếng này là miếng inox này dày 3 ly này. Cái này thì cắt khí lén thì nó sẽ hơi xấu, còn anh em muốn vết cắt đẹp thì anh em dùng khí inox nhé.